Trong bài học này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách xóa một cái nốt khỏi đầu danh sách liên kết cũng như là xóa một nốt khỏi cuối danh sách liên kết. Thì trong các bài học trước mình đã hướng dẫn các bạn cách duyệt này, cách chèn đầu, chèn cuối, chèn giữa rồi đúng không? Thì bây giờ các bạn sẽ sang các cái thao tác về xóa. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cả xóa đầu với lại xóa cuối luôn. Thì các bạn có một cái danh sách liên kết như thế này đúng không? Thằng này nó chính là thằng đầu này, các bạn sẽ có thằng này đúng không? Bây giờ các bạn muốn xóa thằng này đi á thì đơn giản lắm. Nên là các bạn chỉ cần cho thằng head của mình nó nhảy sang cái nốt này là được. Thì cái câu lệnh đấy chỉ đơn thuần đấy chính là gì? Head bằng head mũi tên next. Đó, thế là xong. Trong đó head mũi tên next nó chính là cái gì nhỉ? Nó chính là cái địa chỉ của cái nốt thứ hai trong danh sách liên kết này. Các bạn đem cái địa chỉ của nốt thứ hai các bạn gán cho thằng head thì tự khắc cái thằng head nó sẽ cái nốt này nó sẽ không còn nữa. Sau đó các bạn free nó đi. Ok, các bạn free ở trong trong ngôn ngữ lập trình C là các bạn giải phóng bằng bằng toán từ free đúng không? Thế còn ở trong C cộng cộng thì các bạn là delete nó là xong. Đó. Sau khi mà mình đã cập nhật cho thằng head sang cái nốt thứ hai này rồi thì mình giải phóng cái nốt đầu tiên này đi là xong. Được không nhỉ? Rồi. Thì đây mình sẽ cài đặt cho các bạn cái cách mà mình xóa đi khỏi đầu nhé. Ở đây thì mã nguồn của mình đã có những cái code của bài trước rồi. Bây giờ mình sẽ viết một cái hàm là xóa đầu, mình đặt là pop front đi. Ok, pop là xóa mà, front là đầu. Các bạn dùng một cái con trỏ đến con trỏ này. Ok. Đó. Nếu mà cái con trỏ này mà là null ấy, tức là nếu mà if sao head mà bằng null ấy thì mình sẽ return. Bởi vì danh sách liên kết của mình nó rỗng nên chả có gì mà xóa cả. Ok. Các bạn phải kiểm tra như thế này nhé. Bởi vì giả sử như trong danh sách liên kết của các bạn mà nó không có phần tử nào á, mà các bạn cố tình xóa cuối á, à xin lỗi xóa đầu á, thì cái câu lệnh này này, cái câu lệnh head bằng, xin lỗi sao head bằng sao head mũi tên next ấy, các bạn phải dùng giải tham chiếu mà như thế này này, nó sẽ bị lỗi nhé. Bởi vì cái câu lệnh này này, cái sao ấy head khi đó nếu mà danh sách liên kết của các bạn rỗng thì sao head nó sẽ là null, mà các bạn cố tình lấy null, các bạn truy cập vào phần next của con trỏ null ấy, nó chưa có bộ nhớ thì nó sẽ báo lỗi ngay, đúng nhỉ? Lỗi bộ nhớ ngay, nên là các bạn phải check nó, nếu mà nó không rỗng thì hãy xóa, còn nếu mà nó rỗng thì thôi đừng làm gì cả nhé. Thế thì ở đây á, các bạn sẽ làm như thế này, đấy chính là các bạn sẽ lấy ra cái nốt đầu tiên ấy, mình sẽ dùng là nốt, mình đặt là tem đi, đó, nó chính bằng sao head, đây chính là cái nốt đầu tiên ở trong danh sách liên kết của các bạn đấy. Tí nữa mình sẽ giải phóng thằng này. Đó. Thế thì sau đó thì các bạn sẽ làm y hệt cái câu lệnh mà mình vừa nói ấy. Đấy chính là head mũi tên next gắn lại cho head, nhưng mà đây thằng head của mình nó là con trỏ đến con trỏ nên chỗ này các bạn phải dùng giải tham chiếu nhá. Ở đây thì cái câu lệnh của mình nó hơi cầu thả một tí. Đó. Nhìn chung là cái ý nghĩa của câu lệnh này nó là như thế, nó sẽ lấy địa chỉ của cái nốt thứ hai trong danh sách liên kết của mình nó gán cho cái nốt đầu tiên trong cái nốt quản lý danh đầu tiên trong danh sách liên kết của mình, nó chính là nốt head. Đúng không nhỉ? Sau khi mà các bạn đã cập nhật cho thằng head sang cái nốt thứ hai rồi bằng cái câu lệnh số 71 này, các bạn chỉ cần giải phóng cái bộ nhớ mà cái thằng tem nó đang trỏ đến ấy, thì các bạn có thể sử dụng trong ngôn ngữ lập trình C là các bạn sẽ sử dụng free thằng tem là được. Đúng không? Free thằng tem này đi. Còn ở trong ngôn ngữ lập trình C cộng thì các bạn sẽ dùng là delete thằng tem này là được nhé. Đó. Thì đấy chính là cái cách mà các bạn có thể xóa một cái nốt khỏi đầu danh sách liên kết. Thì ở trong cái menu này mình sẽ demo thêm một cái chức năng, đấy chính là mình sẽ có một cái chức năng thứ tư, đấy chính là xóa nốt khỏi đầu danh sách liên kết. Mình có một cái chức năng thứ năm, đấy chính là xóa nốt khỏi cuối danh sách liên kết. Đó. Ok, chức năng thứ sáu của mình mới là duyệt. Thì bây giờ mình sẽ demo cái chức năng thứ đây là 6 nhé. Còn nếu mà là 5 này, xin lỗi, lựa chọn mà là 4 thì mình sẽ gọi cái hàm là hàm pop front và các bạn truyền và head vào. Đó. Bây giờ mình sẽ cài đặt luôn cái hàm pop back là cái hàm mà xóa cuối nhé. Pop back node sao sao head. Rồi. Các bạn nhìn vào cái hình này này. Ở đây là cái slide xóa đầu, được chưa nhỉ? Xóa đầu các bạn có hai bước. Bước thứ nhất là cho cái nốt head ấy lưu cái nốt thứ hai trong danh sách liên kết. Bước thứ hai ấy, đấy chính là mình sẽ giải phóng cái nốt đầu tiên ở trong danh sách liên kết. Còn bây giờ các bạn muốn xóa cuối ấy, thì các bạn phải đối với danh sách liên kết đơn ấy, giả sử bây giờ mình đang có thằng head thôi, các bạn có mỗi thằng head này, bây giờ các bạn muốn xóa đi thằng này này, đó, muốn xóa đi thằng này này, thì làm sao nhỉ? Các bạn phải đến được cái thằng sát thứ cuối trở cuối về này. Sau đó là mình không cho thằng này nó trỏ vào cái nốt cuối nữa, mà các bạn cho thằng này nó trỏ vào null là được, tức là cái phần liên kết này các bạn cho nó trỏ vào null là được. Thì khi đó nó sẽ tự mất đi cái nốt cuối trong danh sách liên kết của mình. Chứng tỏ là gì nhỉ? Để mà xóa đi được cái nốt cuối trong danh sách liên kết ấy, các bạn phải đến được cái nốt thứ hai từ cuối về ấy. Ok, mà mình cũng đã từng hướng dẫn các bạn cái cách mà duyệt đến cái nốt thứ hai từ cuối về rồi đúng không? Đây, đây là các cái bước mà các bạn có thể xóa một cái nốt khỏi cuối danh sách liên kết. Bước thứ nhất ấy, đấy chính là các bạn sẽ tìm đến cái nốt thứ hai từ cuối về. Mình gọi là cái nốt tem nhé.
gọi là nốt tem. Sau đó mình cho cái phần next của cái con của cái nốt tem đấy ấy, nó lưu cái con trỏ null chứ nó không lưu cái nốt cuối cùng nữa. Được chưa nhỉ? Và thứ ba là mình sẽ giải phóng cái nốt cuối cùng trong danh sách liên kết. Thế là được. Thế thì ở đây á, các bạn cũng check cho mình, nếu mà thằng head ấy, mà nó bằng null thì thôi đừng có làm gì cả. Ok, bởi vì danh sách liên kết của mình nó rỗng rồi thì xóa cuối làm gì làm sao được đúng không? Còn không các bạn dùng cho mình một cái nốt tem. Đó, các bạn cho nó bằng sao head và các bạn để cái điều kiện lặp là gì nhỉ? While tem mũi tên next khác null. Đó. Cái điều kiện này nó chính là cái điều kiện giúp cho các bạn sau khi vòng while này kết thúc thì thằng tem nó sẽ là nốt chết rồi. Không được nhỉ? Tem mũi tên next khác null thì nó đến cái nốt nó đến nốt này chứ nhỉ? Đúng không? À, thế thì các bạn phải là gì nhỉ? While tem mũi tên next ấy. Ok, các bạn phải để là while tem mũi tên next khác null như này này. Đấy. Thì khi đó ấy, khi mà cái nốt của các bạn nó đến nốt này này nhá, nếu mà thằng tem của bạn nó đến cái nốt thứ hai từ cuối về đây này, chỗ này này. Đó, mình gọi là thằng tem khi đó là ở đây đúng không? Thì tem mũi tên next ấy nó sẽ là thằng nào? Nó sẽ là thằng này. Sau các bạn next một lần nữa, được chưa? Thì nó sẽ thành thằng null. Đó. Tem mũi tên next khác null thì nó đến nốt này. Còn nếu mà các bạn để cái điều kiện lặp là while tem mũi tên next khác null thì nó sẽ đến cái nốt này, nó sẽ dừng lại. Nhưng mà nếu mà cái câu lệnh như thế này mà các bạn không check thì nó hơi bị lỗi chỗ này. Đấy là nếu mà danh sách liên kết của bạn nó chỉ có một nốt ấy. Đấy, nó có một nốt nhá, như này này. Đấy, ok. Thì cái việc mà các bạn dùng thằng tem đây đúng không? Mà các bạn truy cập vào next thì nó đã ra là gì rồi? Nó đã ra null rồi. Có đúng không? Tem mũi tên next thì đó nó đã là con trỏ null rồi. Thì các bạn không thể next một lần nữa bởi vì khi đó làm gì có bộ nhớ gì mà next. Khi đó nó sẽ gây lỗi bộ nhớ ngay. Đó. Nên trong trường hợp này á, để tránh cái việc là các bạn truy cập vào tem mũi tên next ở trong vòng while này nó bị lỗi chỗ này này, các bạn phải xử lý được cái trường hợp đấy là cái danh sách liên kết của mình nó chỉ có một nốt thôi. Mình phải xử lý riêng. Được chưa? Đó. Nên là trong trường hợp này ấy, mình sẽ phải xử lý trường hợp đây, mình check này. Nếu mà tem mũi tên next mà bằng null ấy, thì mình sẽ xử lý riêng. Đây này, là danh sách liên kết của mình nó có một nút ấy. Nếu mà danh sách liên kết của bạn nó chỉ có một nút ấy, tức là nem của mình nó bằng null ấy, tem của mình nó bằng null ấy, thì các bạn chỉ cần cho là gì nhỉ? Các bạn chỉ cần cho head bằng null là được. Ok, sau đó các bạn delete thằng tem hoặc là free thằng tem đi là xong. Là mình giải phóng cái nốt đầu tiên trong danh sách liên kết, sau đó các bạn return luôn không làm gì nữa nhá. Chỗ này nếu trong ngôn ngữ lập trình C các bạn dùng free tem, được chưa? Tương tự như này này. Thì đây là cái trường hợp mà danh sách liên kết của các bạn nó, xin lỗi, chỗ này là tem mũi tên next chứ. Tức là danh sách liên kết của bạn nó chỉ có một nốt như thế này ấy, thì bạn phải xử lý riêng nhá. Còn không là nếu mà bạn không có cái câu lệnh từ 79 đến 82 này này thì cái việc mà các bạn truy cập vào tem mũi tên next một phát khi mà danh sách liên kết của mình nó chỉ có một nút sẽ gây bộ nhớ lỗi luôn. Được chưa nhỉ? Mình cũng vừa giải thích xong. Thì đây các bạn phải xử lý riêng cái trường hợp này nhé. Rồi, thế còn sau cái vòng while này nhé, mình sẽ cho là tem bằng tem mũi tên next. Thì sau vòng lặp while này thì cái nốt tem của các bạn nó sẽ đến cái nốt này. Đó đúng không? Thì các bạn chỉ cần làm sao nhỉ? Mình chỉ cần lấy ra cái nốt cuối trong danh sách liên kết tí nữa mình delete thôi. Thì các bạn sẽ dùng cho mình một cái nốt đặt tên là last bằng tem mũi tên next. Đây, nó chính là cái nốt cuối đấy trong danh sách liên kết đấy. Tí nữa mình sẽ delete hoặc là free thằng này đi. Thì bây giờ các bạn sẽ làm gì nhỉ? Các bạn sẽ cho tem mũi tên next ấy nó bằng gì? Nó bằng null. Đó. Bởi vì bây giờ cái thằng tem ấy nó sẽ là cái nốt cuối cùng trong danh sách liên kết của mình. Được chưa? Các bạn cho cái phần next của nó bằng null, nó chính là cái câu lệnh này này. Đây, tem mũi tên next khác null là cái câu lệnh này. Đây, null của mình đây nhá. Thì tem đây đúng không? Thằng tem đây đúng không? Sau vòng while tem nó đến đây thì các bạn chỉ cần cho cái phần next của nó đây này, nó cho vào null là được. Ok. Sau đó thằng này là thằng last mà mình vừa lấy ra lúc nãy này thì các bạn free nó đi hoặc là delete nó là xong. Chỗ này các bạn delete thằng tem. Ok. Đó, thì đấy là cái cách làm. Ở đây mình sẽ demo luôn cái chức năng thứ 5. Đấy là mình sẽ gọi cái hàm pop back và các bạn truyền và head vào. Đây nhá, bây giờ mình sẽ demo cho các bạn xem này. Demo cho các bạn xem cái sao head bằng sao head mũi tên đấy, khả năng là chỗ này mình phải cho cái đóng màu ngoặc vào. Chỗ này là coi if tem next mà bằng null nhé. Rồi nó sẽ hiện cái menu như thế này cho các bạn có thể lựa chọn. Ví dụ như bây giờ mình thêm vào cuối nhá. Mấy cái chức năng thêm này thì các bạn không cần phải test nữa đâu. Thêm vào cuối này.
1 này, thêm vào cuối 2 này, thêm vào cuối 3 này, thêm vào cuối 4 này. Thì danh sách liên kết của mình nó sẽ là 1, 2, 3, 4 đúng không? Ok, bây giờ bạn có thể xóa đầu nhé. Bạn nhấn 4 thì nó sẽ xóa đi số 1. Đây này, mình sẽ duyệt lại 6 này. À, nó xóa 1 đấy. Bây giờ các bạn ấn 5. Ok, để nó xóa cái thằng 4 này đi nhé. Các bạn ấn 5. Rồi ok, sau đó các bạn ấn 6. Chết rồi. Đấy. Ví dụ như danh sách liên kết của mình là thêm vào cuối này, thêm vào cuối này, thêm vào cuối này, thêm vào cuối này. Ok, sẽ là 1, 2, 3, 4 nhé. Bây giờ mình sẽ ấn 5 để nó xóa cuối này. Mình ấn 6 để nó duyệt lại này. Thì nó sẽ là... chết rồi. Của mình bị sai cái gì đấy rồi. Xem để mình xem cái xóa cuối xem nào. Xóa đầu của mình thì được rồi, xóa cuối của mình bị sai. À đây, ở đó không? Pop back đây, pop front đây. Pop back của mình có gì sai nhỉ? If sao hét mà bằng null thì return tem bằng sao hét. If tem mũi tên next mà bằng null thì sao hét bằng null xong delete tem, return. Tem mũi tên next khác null, tem bằng tem mũi tên next. Last bằng tem mũi tên next. À, chỗ này mình phải delete thằng last, mình lại delete thằng tem thì có chết dở không? Rồi ok, bây giờ mình sẽ thêm vào cuối này, thêm vào cuối này. Ồ, xin lỗi, thêm vào cuối. Thêm vào cuối, thêm vào cuối này, thêm vào cuối, thêm vào cuối này, thêm vào cuối, thêm vào cuối này. Ok, danh sách liên kết của mình nó sẽ là 1, 2, 3, 4 vì mình vừa thêm vào cuối mà. Bây giờ các bạn xóa một cái nốt khỏi cuối danh sách liên kết bằng cách ấn 5. Ok, bây giờ mình sẽ duyệt lại 6. Rồi, ok, các bạn thấy nó xóa không? Bây giờ mình lại xóa cuối nữa này. Thì nó còn lại 1, 2 đúng không? Đấy, mình xóa đầu thì nó sẽ còn lại 2 đúng không? Các bạn ấn 4, các bạn ấn lại 6. Rồi ok, đó. Thế thì nhá, cái xóa cuối của mình này này, mình mà không có cái thằng này nhá, các bạn sẽ để ý là nó sẽ bị lỗi ngay trong trường hợp này này. Ví dụ như danh sách liên kết của mình nó chỉ có một nốt, ví dụ này, mình thêm vào cuối, mình thêm thằng một thôi. Ok, thì danh sách liên kết của mình nó sẽ là một đúng không? Đây này. Đây, một đây. Bây giờ mà mình cố tình mình ấn vào cái xóa cuối nhá, mình ấn vào 5 là nó sẽ hiển thị lỗi bộ nhớ cho bạn xem này. Đó. Ok, chương trình của mình nó bị crash luôn và cái value trả về của mình là 5447, à 5477, có nghĩa là các bạn đã truy cập vào một cái vùng nhớ không được phép, chưa được cấp phép mà đã truy cập. Đấy, nên các bạn cần phải cái chú ý cái chỗ này nhé. Nếu mà bạn nào mà cảm thấy cái cách code này nó hơi khó thì các bạn có thể chuyển thành tham chiếu. Ok, các bạn có thể code là pop front 2, các bạn cho node gì nhỉ? Sao và đúng không? Sao và head. Đó. Thì cái chỗ nào head các bạn dùng luôn head, các bạn không phải truy cập đến con trỏ nữa. Các bạn kiểm tra if head mà bằng null thì các bạn return luôn. Đó. Còn không các bạn dùng node sao tem bằng head rồi các bạn cho head bằng head mũi tên next và các bạn delete thằng tem là xong, hoặc là free thằng tem này là xong. Thì đây cũng là một cái cách thì các bạn thấy là nó dễ hiểu hơn bởi vì là nó sử dụng tham chiếu ở trong ngôn ngữ lập trình C cộng. Mình cũng có thể viết một cái hàm popback 2 mà nó có một cái tham số là sao và này đúng không, là một cái chỗ này các bạn chỉ cần dùng head luôn, không cần phải dùng sao head nữa nhé. Đấy. Ok, dưới này mình thử demo cái popback 2 và pop front 2 thì bây đây các bạn chỉ cần truyền vào head thôi bởi vì mình đã sử dụng tham chiếu rồi mà, không cần phải con trỏ đến con trỏ nữa nên không cần phải truyền địa chỉ đâu. Đấy, các bạn tùy chọn nhé. Ví dụ mình thêm vào cuối này, thêm vào cuối cuối này, cuối này, ok. Danh sách liên kết của mình nó sẽ là 1, 2, 3. Các bạn thử xóa khỏi đầu này. Ấn 6 này. Đấy, nó còn 2, 3 này. Xóa khỏi cuối nhé. Ok, ấn 6 này. Là còn 2 đúng không? Xóa khỏi đầu nhé. Ấn 4. Sau đó ấn 6. Danh sách liên kết của mình nó rỗng. Được chưa? Thì đấy, các bạn lựa chọn cách nào thì chọn. Một là các bạn sử dụng con trỏ đến con trỏ. Hai là các bạn sử dụng tham chiếu ở trong ngôn ngữ lập trình C cộng. Thì tất nhiên là nếu mà các bạn code C á, thì cái hàm pop front 2 và cái pop back 2 này nó không có hợp lệ đâu. Bởi vì trong ngôn ngữ lập trình C của mình á, nó không có cái hỗ trợ tham chiếu để mà các bạn có thể thay đổi cái giá trị của một cái biến sau khi một cái hàm nào đó kết thúc. Mình thấy là rất nhiều, thậm chí là những thầy cô dạy ở các trường đại học, nhiều khi mà họ dạy lẫn lộn giữa C với C cộng. Khi mà sinh viên học thì không biết đấy là C hay là C cộng. Đó. Thì mình nghĩ là các bạn nên học phân biệt giữa C với C cộng nhé. Ok, thì đấy là cái video bài học của mình ngày hôm nay. Đấy chính là cái thao tác mà giúp các bạn có thể thêm một cái nốt, à xin lỗi, xóa một cái nốt khỏi đầu hoặc là xóa một cái nốt khỏi cuối trong danh sách liên kết đơn.